Ngày 18 tháng 10, một chiếc xe buýt đã bị lật ở tỉnh Aksaray, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, làm 6 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Aksaray, Ankara. Chiếc xe buýt đang chở hành khách từ tỉnh Balikesir ở phía Tây đến khu vực Cappadocia, một điểm du lịch nổi tiếng ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ. Thống đốc tỉnh Aksaray cho biết những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Một cuộc điều tra về nguyên nhân tai nạn đã được tiến hành. Trước đó một ngày, một chiếc xe buýt chở đoàn khách du lịch Nhật Bản tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng gặp tai nạn khi đang trên đường đến Cappadocia. Tài xế mất lái khiến xe chạy lệch khỏi đường và lật sang một bên làm 22 người bị thương, trong đó có một trường hợp nguy kịch.